Xin chào quý vị, các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, tọa lạc tại số 377 Hùng Vương, Thành Công, Vĩnh Thanh, Nhân Trạch, Đồng Nai. Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý sống ơn gọi chiêm niệm, truyền giáo trong cô tịch và hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho nhân loại, đặc biệt cho những người chưa nhận biết Chúa. Phụng vụ là ưu tiên hàng đầu của đời sống chiêm niệm. Đan sĩ cử hành thánh lễ, cử hành kinh phụng vụ chung mỗi ngày 7 lần, lần hạt và suy gẫm để cầu xin ơn Chúa xuống cho mọi người. Với tôn chỉ, cầu nguyện và lao động theo gương thánh gia Nazareth và các bậc tiền bối đan tu, đan sĩ tìm gặp Chúa qua lao động như một phương thế tham dự vào công trình sáng tạo và cứu độ. Lao động bao gồm học hành và công việc đồng áng. Đan sĩ hàng ngày chuẩn bị tâm hồn đón nhận ánh sáng Chúa bằng sự chuyên cần suy niệm các chân lý vĩnh cửu, đọc và nghiền ngẫm lời Chúa để đạt tới tri thức tuyệt vời về Chúa Kitô. Ngoài các lời khấn khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh, đan sĩ Sito còn khấn vĩnh cư và canh tân nhằm nói lên tinh thần gia đình và thánh hóa bản thân trong tình huynh đệ, yêu thương, tôn trọng và phục vụ nhau theo lý tưởng tin mừng. Bầu khí tĩnh lặng trong đan viện là một sự thinh lặng sống động, tràn ngập bình an và thánh thiện, vì được kết hiệp với Chúa và tâm sự với người về mọi nhu cầu của hầu hết mọi thành phần dân Chúa và thế giới. Sự vâng phục và chu toàn kỷ luật hằng ngày thể hiện tinh thần hy sinh từ bỏ, vừa có giá trị giáo hóa, hoàn thiện bản thân, vừa để xây dựng cộng đoàn. Đan viện luôn sẵn sàng đón tiếp mọi người tìm đến với khung cảnh đan viện để tìm lại những giây phút lắng đọng và bình an cho tâm hồn. Nhân sự gồm 146 thành viên, 26 linh mục, 5 phó tế, 87 tu sĩ khấn trọng, 8 tu sĩ khấn tạm, 6 tập sinh và 14 thỉnh sinh. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Phú, chúng ta sẽ vào tham quan Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý và Đài Đức Mẹ Phước Lý quý vị nhé. Thank you.
Hiện tại bây giờ là Phú đang đứng ở phía trước cổng đi vào bên trong Đức Mẹ Phước Lý. Đó thì lúc nãy là Phú đi từ bên ngoài kia kìa, chạy vô. Ở ngoài đó còn một cái cổng nữa, nhưng mà đi ra ngoài đó khá là xa, cho nên là Phú đứng ở đây quay từ cái cổng thứ hai này vào bên trong cho quý vị xem. Thì ở đây là có đài Đức Mẹ Phước Lý rất là linh thiêng ở đây. Hôm nay Phú đi từ Biên Hòa qua bên này để viếng Đức Mẹ, và tiện thể thì quay lại cái quang cảnh ở đây để chia sẻ quý vị luôn. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ, cũng như là nếu có dịp đi qua huyện Nhân Trạch thì quý vị hãy ghé đền Đức Mẹ Phước Lý để viếng Đức Mẹ quý vị nhé. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo chân Phú chúng ta đi vào bên trong quý vị nhé. Đây là một con đường khá là dài, quý vị thấy đó. Ngoài đó có một cái cổng, có cái đường cắt ngang là cái đường chạy bên ngoài. Chúng ta đi vào đây và quý vị có thể thấy là hai bên đường hai hàng cây xanh cao rất là mát luôn quý vị, mát và đẹp nữa, tuyệt vời lắm. Và hai bên đường có những cái cục đá rất là to thế này. Quý vị nhìn này, cái khuôn viên này. Ở bên này người ta đang cắt cây, đốt cây. Những cục đá này người ta đều khắc những cái chữ như này. Ví dụ ở đây cục đá này là Đức Cậy này. Ở phía trước này là một cái cổng nữa, đi vô. Người ta đang đốt lá ở đây này, khói mù mịt luôn. Bên này là cục đá là Đức Tin. Quý vị nhìn cái khuôn viên bên này cũng vậy này. Rộng lắm quý vị. Nơi này khuôn viên rộng lắm. Rất là rộng và đẹp luôn. Cây xanh nhiều ấy, mát lắm. Rồi, bây giờ Phú sẽ đưa quý vị vào bên trong nha. Đấy, cái cổng này thì cũng có ba cái cửa. Ba cửa đi vào thẳng bên trong. Đây, Phú sẽ đi thẳng vào bên trong đây. Đi thẳng cái đường này vào là Phú nhìn có vẻ như là nhà thờ. Nhà thờ. Còn đài Đức Mẹ thì nằm bên này. Bên phía bên này là một khu bên đây nữa, cũng không biết khu này gọi là khu gì. Phú quay cái khuôn viên chung quanh cho quý vị xem. Cây xanh nhiều lắm. Ở đây thì người ta đang cưa cây, cho nên là người ta đốt những cái lá cây, rồi những cái cành cây nhỏ nhỏ để cho nó sạch sẽ đi. Nói chung là đốt mà có quản lý thế này thì cũng không sợ đâu quý vị ơi. Đây, phía sau cái cổng này Phú thấy có những cái dòng chữ này. Đấy, Dominic. Chữ này Phú không biết đọc quý vị ơi. Chữ này không biết là tiếng gì ấy, Phú không biết đọc. Quý vị xem quý vị đọc nha. Rồi, chúng ta đi vào bên trong đi. Tiếp tục quý vị nhìn thấy hàng cây xanh này, mát không? Rất là mát luôn. Ở bên phía bên này thì Phú thấy có một cái đài lòng Chúa thương xót ở đây nè. Đó, đi tắt qua bên này không biết được không. Thôi để lát nữa Phú sẽ đi vào nha. Phú đi thẳng đường này vào đi. Rộng lắm quý vị. Rất là rộng luôn. Ở bên này này, quý vị nhìn này. Đây có cái đường đi qua bên khu bên này nữa. Biết bên khu bên này là khu gì luôn. Tại Phú thấy là cái đường đi có để những cái cục đá thế này. Phúc thay người ở trong thánh điện. Rộng nhỉ quý vị nhỉ? Rất rộng luôn. Đấy. Còn cái đường này đi vào bên khu bên trong nữa nè. Cái đường bên này á thì đến lát nữa chúng ta sẽ đi vào bên đài Đức Mẹ quý vị nhá. Tôi sẽ đi dạo một vòng đây trước đi, quay cho quý vị xem. Ở đây là đi thẳng vào nhà thờ nè. Đi thẳng vào bên trong nhà thờ. Phú thấy là nhà thờ đang chuẩn bị những công trình mừng lễ Chúa Giáng sinh. Đây, bây giờ Phú đi qua đài Đức Mẹ trước đi quý vị. Khi con kêu nguyện Chúa đáp lời. Khi con kêu nguyện Chúa đáp lời. Rồi, đi thẳng vào đây quý vị. Thiên Chúa là tình yêu. Ngay chỗ này thì có một phòng vệ sinh rửa mặt ở đây. Quý vị có thể đến đây
rồi rửa mặt cho nó tỉnh táo rồi đi vào viếng Đức Mẹ ha, hàng cây xanh. Rồi tiện đây thì Phú đi qua bên này, qua quý vị xem tượng đài Lòng Chúa Thương Xót ở đây nè. Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót ở đây người ta làm cái kiểu như là hòn non bộ ấy, đẹp lắm. Ây cha, cái tàn lá người ta đốt nó bay vào đây quá trời luôn quý vị, bay đầy người luôn à. Đây là tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, quý vị có thấy này, có một cái khuôn viên ở đây để mọi người có thể đến đọc kinh cầu nguyện. Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót ở đây, đây quý vị, rất đẹp ha, đẹp lắm quý vị. Phía dưới là kiểu hồ cá. Đó, và khuôn viên bên này là cái gì thì không biết. Thấy để đầy đồ bên trong, có lẽ là nhà kho. Còn bên kia là nhà sắt. Sắt bên đó là nhà sắt. Nên lát nó Phú sẽ quay cho quý vị xem. Đây, giờ chúng ta đi vô vậy nha. Phú sẽ đi thẳng vào cái khu bên kia. Đây. Hello quý vị, thì bây giờ Phú sẽ đi thẳng vào bên trong chỗ đài Đức Mẹ quay cho quý vị xem. Mới đi có một tí mà rộng quá trời luôn quý vị ơi. Thật sự là đến nơi này rất là tuyệt vời. Phú nghĩ là nếu mà quý vị có dịp, quý vị nên đi đến đây quý vị ạ. Tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ Phú đi tiếp tục vào bên trong nha. Đài đi tới đây thì Phú sẽ đi qua bên khu này. Bên chỗ này là một cái khuôn viên rất là rộng. Đây, có những bình nước khoáng ở đây này, mọi người có thể uống nước đây nhé. Đây, có ly nhựa đồng hàng cho quý vị uống. Nơi này chắc là một cái hội trường. Một cái hội trường ở đây rất là rộng, quý vị nhìn nào. Một cái hội trường này rất là rộng luôn. Tôi sẽ đi qua bên này đi. Bên này là nhà lưu niệm, nhà sắt. Quý vị có thể qua này mua những cái đồ ví dụ như là sắt kinh, sắt thánh, rồi tượng, ảnh tượng Chúa. Đấy. Những cái đồ lưu niệm khác. Khuôn viên bên kia cũng rất là rộng luôn. Đây, Phú đi qua bên này đi. Đi qua bên này đi vào Đức Mẹ nha. Dọc trên đường đi thì quý vị sẽ nhìn thấy những cái tảng đá rất là to này. Đấy, những cái tảng đá rất là to. Trang trí luôn, rất đẹp. Cái vườn cây rộng nhỉ quý vị nhỉ. Cây này hình như là cây xà cừ thì phải. Không biết có phải không, cũng không rành về cây cho lắm, nhưng mà những cái cây này thấy người ta hay ghi là cây xà cừ. Đường này thì dẫn đi vào nhà vệ sinh. Ở bên trong vườn có những cái nhà dạng như nhà chòi thế này, quý vị có thể đến đây ngồi để nghỉ chân này. Đây quý vị, đến những cái nhà chòi này để nghỉ chân rất là ok luôn, sau khi mà viếng Đức Mẹ xong. Đấy, nhà chòi ở đây mát lắm, có bình nước lọc cho quý vị uống luôn, có ly nhựa để sử dụng xong là bỏ luôn á, khỏi cần phải rửa quý vị. Rừng cây này, vườn cây, bên kia là nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh rất là rộng và sạch luôn. Phú nhìn có vẻ như là nhà vệ sinh mới xây xong hay sao, mái ngói đỏ tươi luôn. Và bên ngoài rất là sạch. Bên này thì thấy có các cô đang quét lá, đốt lá. Đấy, có nhiều cái nhà chòi, có mấy cái nhà chòi thế này để ngồi đây nghỉ. Hello quý vị, thì Phú ngồi đây nghỉ một tí. Chạy từ Biên Hòa ra ngoài này cũng hơi đuối. Bây giờ ngồi đây nghỉ một tí, rồi Phú sẽ đi vào Đài Đức Mẹ quay cho quý vị xem nha. Ở đây mát mẻ và tuyệt vời quá quý vị ơi. Ở ngay chỗ này quý vị thấy này, có cục đá. Hãy đến cùng mẹ Maria và có mũi tên chỉ đường ở đây. Thì chúng ta sẽ đi theo hướng cục đá này để đi vào. Thì cái đường đi vào cũng đối diện với lại cái nhà chòi hôm nãy bên kia Phú ngồi đó. Ta đi qua bên này thôi.
Phúc quay như này để quý vị có thể nhìn thấy được chi tiết ở trong đây. Ở đây là bãi đậu xe luôn quý vị. Quý vị có thể đậu xe ở đây để đi vào viếng Đức Mẹ. Đây là một cái nhà vòm rất là lớn quý vị nhá. Nhà vòm rất là lớn và rộng để mọi người có thể đến đây viếng Đức Mẹ. Tuyệt vời lắm quý vị ơi. Đấy, nhà vòm rất là chắc chắn. Quý vị nhìn này, đây là một nhà vòm rất là chắc chắn. Giáo xứ làm để kính mến Đức Mẹ ở đây. Nơi đây có thể Phú sẽ không nói gì bởi vì là nơi tôn nghiêm. Đây, chúng ta đi vào Đức Mẹ. Thì tại đây quý vị sẽ thấy một cái hồ lớn ở đây này, trang trí giống như là Hòn Non Bộ, rất là đẹp quý vị. Đó, phía dưới thì có cá. Hồ nước này thì Phú không biết là có sâu hay không, nhưng mà cũng hãy cẩn thận nha quý vị nha. Và chúng ta sẽ đi lên một cây cầu. Cây cầu này là cầu bê tông, nhưng mà người ta làm giống cái kiểu là cầu gỗ, rất là đẹp. Đi lên đây. Này quý vị nhìn này. Đó, hồ cá ở dưới. Rồi, chúng ta đi qua cầu. Thì thẳng cái cầu này quý vị sẽ nhìn thấy hang đá Đức Mẹ bên kia, giống kiểu là hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Ở đây người ta có bố trí bàn ghế ở đây để cha dâng lễ. Nhà vòm rất là rộng và đẹp. Có bố trí loa và đèn đây luôn. Có bố trí những cái quạt hơi nước ở đây để mọi người đến viếng Đức Mẹ khỏi bị nóng. Vậy ha, rất nhiều. Đây, Phú sẽ đi xung quanh ở đây quay quý vị xem nhé. Phía bên này hang đá Đức Mẹ thì Phú thấy có rất là nhiều những tấm bia tạ ơn Đức Mẹ ở đây này. Đấy. Có rất nhiều tấm bia tạ ơn Đức Mẹ ở đây quý vị. Chắc là mọi người đã được ơn của Đức Mẹ và đến đây để dâng lên Đức Mẹ những tấm bia tạ ơn này. Khu vực chỗ này quý vị ha. Phía sau này Phú nghĩ chắc là phòng áo để cha chuẩn bị dâng thánh lễ ở đây. Từ đài Đức Mẹ này, bây giờ quý vị sẽ đi vòng qua bên phía bên này nhé. Thì ở đây quý vị nhìn này,
cái khuôn viên rất là rộng ha. Phú sẽ đi thẳng cái đường này rồi đi qua bên nhà thờ luôn. Bên phía bên kia có những cái nhà chòi nữa để quý vị có thể ghé vào những cái nơi đó quý vị ngồi nghỉ. Đấy. Trong những cái chòi đều có bàn ghế rồi có nước lọc để sẵn đó để quý vị uống luôn. Đấy. Quý vị nhìn này, cái vườn cây rất là mát và trong lành. Lúc nào cũng có những cục đá to như thế này, rất là đẹp quý vị. Tôi nghĩ chắc ở đây là xứ đá, cho nên là có rất là nhiều đá. Từ cái đường này Phú sẽ đi thẳng qua bên nhà thờ luôn ha. Phú vừa mới viếng Đức Mẹ xong, bây giờ Phú sẽ đi thẳng cái đường này để đi qua bên phía bên nhà thờ tham quan luôn. Đó, nhà thờ bên phía bên này này. Rồi bây giờ mời quý vị tiếp tục theo chân Phú để chúng ta đi qua tham quan nhà thờ quý vị nha. Dọc con đường đi, đi qua bên nhà thờ, cô thấy có vẻ như nhà thờ đang sửa lại hay sao á, đang công trình đang sửa lại hay sao á. Vườn cây đẹp quá. Phía trước nhà thờ thì đang có những công trình mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Đây là nhà bên này là chắc là nhà để tiếp khách. Ở đây gọi là đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm vậy ha. Đang làm Noel. Vườn cây mai có trời. Đấy, đang làm cái cây giả Noel. To vậy nó mới đẹp. Trang trí một cái cây như thế này này quý vị, xong rồi treo đèn lên cho đẹp. Thì lúc nãy đáng lẽ là Phú sẽ đi từ cái cổng kia vào này, nhưng mà Phú đi qua bên Đức Mẹ, xong bây giờ Phú đi tắt qua đây luôn. Đấy, khuôn viên bên trong nhà thờ vậy ha, rộng rãi lắm. Đây là nhà thờ này, phía trước nhà thờ đang làm hang đá. Đó, đang làm hang đá. Đó, mọi người đang làm hang đá. Đá lớn quá trời luôn. Hang đá nhà thờ mà. Đá lớn và đẹp ha. Đấy, bên phía bên này chắc là hang đá này. Từ trong nhà thờ Phú đưa quý vị các bạn đi qua cái khu bên này. Quý vị nhìn này, một khuôn viên bên này nữa, rất là rộng và đẹp luôn. Xa xa dưới kia Phú nhìn thấy có tượng Tổng lãnh Thiên thần Mikae ở dưới cuối con đường. Và một cái đường đi ra đây
cũng không biết là ở khu vực này gọi là khu vực gì. Đi ra này thì Phú thấy có một cái khuôn viên ở chỗ này rất là rộng và đẹp. Đây, Phú sẽ đi ra ngoài khuôn viên quay cho quý vị xem nhé. Khuôn viên ngoài này đẹp lắm quý vị. Đây, Phú đưa quý vị đến khuôn viên ở đây nhé. Vườn hoa đẹp quá. Ở phía giữa là có một cái hồ giống kiểu là hòn non bộ á. Rồi có tượng đài Đức Mẹ ở đây. Rất là đẹp quý vị. Phía dưới này là hồ cá. Có rất là nhiều hoa kiểng ở đây, đẹp quý vị. Cái khu giống như là công viên vậy. Đây quý vị nhìn này. Rất đẹp. À, nhìn vào bên trong nhà thờ này quý vị. Quý vị thấy không? Khuôn viên hoa đẹp quá. Ở ngay chỗ này là có đài Thánh Tâm Chúa Giêsu quý vị ơi. Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và hai vị thánh này ở đây là hai vị thánh gì thì Phú không biết. Phú không thấy để tên nhỉ. À có tên ở phía dưới quý vị. Để Phú lên xem thử nhá. Vị thánh ở bên này là Thánh Anton Quỳnh Năm. Thánh Anton Quỳnh Năm quý vị. Phía chỗ này là có Tổng lãnh Thiên thần Mikael xa xa ở đây này. Vị thánh bên này là Á Thánh quý vị nhé. Á Thánh Mikael Hồ Đình Hy. Á Thánh Mikael Hồ Đình Hy. Cái này là nhìn ra cái khuôn viên phía trước này quý vị. Đây quý vị nhìn này. Khuôn viên rất là đẹp luôn. Khuôn viên có tượng Đức Mẹ ở giữa này. Đây bây giờ Phú sẽ đi vòng qua bên này nhé. Cha nói bên này còn một cái khuôn viên nữa bên này. Ở đây có tượng Đức Mẹ quý vị. Đây tượng Đức Mẹ ở đây. Rất đẹp luôn. Hành lang. Đại Phú đi qua bên phía bên này đi. Cha nói bên này còn một vườn hoa bên này nữa. Ở đây lại có một tượng thiên thần nữa. Đại Phú không biết thiên thần này là thiên thần gì. Đi qua bên này lại là một vườn hoa nữa rất là đẹp ở đây quý vị ơi. Đây, giống như là một quảng trường vậy ấy, rất là đẹp. Quý vị nhìn này. Ở giữa vườn hoa này thì Phú thấy có tượng Chúa Giêsu phục sinh. Đây. Đúng rồi. Tượng Chúa Giêsu phục sinh rất là đẹp ở đây quý vị. Đại Phú đi lên cho quý vị coi này.
tượng Chúa Giêsu phục sinh quý vị ha. Đấy, khuôn viên đây rộng và đẹp lắm. Đưa quý vị đi dạo tham quan ở đây nhé. Đan viện Thánh Mẫu Phước Lý rất rộng và đẹp. Cô đi xuống khuôn viên phía sau này đi. Đây là khuôn viên phía sau này các bạn. Đấy, các bạn nhìn này. Rộng lắm. Vẫn vườn cây phía sau. Quá trời luôn. Quá trời quá xá rộng. Đấy. Các nơi đây bên đan viện người ta trồng trọt. Khuôn viên rất rộng vậy ha. Đó. Còn cái đường này thì chúng ta sẽ đi ngược ra ngoài lại. Thì Phú sẽ đi cái đường này đi ngược ra ngoài luôn, chứ không có quay lại phía bên trong nhà thờ nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta đi cái đường kia thì chúng ta lại quay ngược lại nhà thờ quý vị nha. Bây giờ Phú đang đi ra bên ngoài. Đấy, từ nãy giờ là Phú đưa quý vị các bạn đi vòng vòng ở bên phía bên trong khuôn viên của Đan viện Thánh Mẫu Phước Lý, nơi có đài Đức Mẹ Phước Lý rất là linh thiêng ở đây. Đấy, Phú đi lòng vòng bên trong khuôn viên bên trong rồi. Tại bên trong là khu sinh hoạt của các tu sĩ, cho nên là Phú không có quay nhiều quý vị xem. Đó là cái nơi mà riêng tư, Phú chỉ quay những cái cảnh đẹp thôi cho quý vị xem thôi, rồi đi ra ngoài. Đấy, quý vị nhìn này, bên phía bên này còn một khuôn viên nữa, rất là rộng luôn này. Đấy, rất là rộng quý vị. Khuôn viên rộng, quá trời rộng luôn. Đó, Phú đang đứng ở giữa cái vườn cây. Bây giờ Phú sẽ đi ngược ra cái hướng kia kìa. Đấy, quý vị thấy không? Đi ngược ra cái hướng đó là chúng ta đi ra ngược lại cái cổng nhà thờ và đền Đức Mẹ. Đi ngược ra lại hướng đằng trước nhà thờ thì đi qua phía bên này, chúng ta sẽ nhìn thấy đền Thánh Giuse ở đây quý vị. Đây là khu vực đền Thánh Giuse. Đấy, Phú đi tắt qua đây luôn. Khuôn viên cũng rất là rộng, thoáng mát. Cũng có bố trí ghế đá để mọi người đến đây đọc kinh và cầu nguyện cùng với Thánh Giuse. Cũng có hoa và hương thơm dâng Thánh Giuse. Quý vị thấy ở đây là có những cầu kinh để mọi người có thể cầu nguyện cùng với Thánh Giuse. Thì từ nãy giờ Phú đưa quý vị các bạn đi tham quan một vòng bên trong khuôn viên của Đan viện Thánh Mẫu Phước Lý. Và đặc biệt là chúng ta đến đây để viếng Đại Đức Mẹ Phước Lý rất là linh thiêng ở đây. Thì Phú nghĩ đây là một nơi
rất là tuyệt vời. Nếu mà quý vị có dịp hoặc là quý vị đi ngang qua khu vực Nhân Trạch, Phước Lý này thì quý vị hãy bớt chút thời gian đến đây để viếng Đức Mẹ nha quý vị nha. Rồi bây giờ Phú sẽ đi ra lấy xe đi về đây. Thì cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an quý vị nhé. Bye bye quý vị.